Chỉ với hơn 100 triệu các bạn sở hữu SH160, nhưng mà ngày hôm nay ạ, chỉ với hơn 120 triệu thôi, các bạn đã có thể sở hữu cho mình một chiếc xe SH350 phân khối do Honda Việt Nam sản xuất mọi người nhá. Thì trước mặt các bạn đây là mẫu xe Honda SH350 phân khối. Hôm nay thì cửa hàng bên mình đang sẵn màu nhá, màu đỏ, màu đen nhám và màu xám xi măng. Cuối năm rồi bên mình xả kho này, hỗ trợ giá cho các bạn ạ. Bạn nào mà chưa có xe đi trong thời điểm cuối năm giáp Tết này nhá, thì các bạn săn ngay cho mình chiếc xe SH350 phân khối này. Bên cạnh mình đây là màu đỏ ạ. Màu đỏ này thì nó được phối giữa hai tông màu là màu đỏ và màu đen ở phần mặt nạ và phần đầu xe. Hầu hết là chiếc xe này là phiên bản cao cấp nhất của Honda Việt Nam rồi, nó đều được trang bị những công nghệ, những tính năng tân tiến nhất của Honda Việt Nam trên mẫu xe SH350 phân khối này. Nếu mà bình thường so với giá đề xuất thì các bạn biết là gì ạ? Bên mình đang trợ giá rất là nhiều, chỉ với hơn 120 triệu thôi là các bạn sở hữu ngay SH350 phân khối, dòng xe đắt nhất của Honda Việt Nam rồi. Bạn nào chưa đủ tài chính kinh tế nhá, các bạn mua trả góp giúp Linh. Chỉ cần là gì ạ? Các bạn ơi, nợ lại 7-80 triệu thoải mái cho Linh thôi. Đủ 18 tuổi có thể mua trả góp ạ. Bên mình rất là đơn giản thôi, chỉ cần có căn cước công dân. Ở xa nhá thì các bạn liên hệ, mình sẽ hỗ trợ thêm các bạn là voucher giảm giá cho bạn nữa này. Rồi là hỗ trợ ship xe với những bạn nào mà ở các tỉnh lân cận như là Vĩnh Phúc này hoặc là Hà Nội này. Còn đây, bên cạnh mình đây là SH350 phân khối màu đen. Màu đen thì rất là đẹp đúng không ạ? Bạn nào mà nam tính này, yêu thích sự huyền bí này thì mình có thể là gì ạ? Sở hữu SH350 phân khối nhá. Đây, Linh dắt một chiếc xe cho các bạn quan sát này, chi tiết cụ thể hơn cho mọi người nhá. Chiếc xe này thì nó có chiều cao thì Linh nghĩ rằng nó cũng bình thường, không quá cao đâu, bởi vì đây Linh cũng chỉ là 1m63 thôi, Linh ngồi điều khiển là ok rồi. Chỉ có điều nó hơi nặng một chút thôi, còn chiều cao thì ok quá ạ. 1m63 như Linh ngồi rất là ok, nên là Linh nghĩ rằng với những anh em nào nhé, con trai nhé, điều khiển quá đẹp luôn mọi người ạ. Đấy, chiếc xe này thì với cái khối động cơ lên tới 350 phân khối thì mọi người biết là nó mạnh mẽ như thế nào đúng không ạ? Màu đen nhám thì nó cũng có pha một chút với các logo hoặc là chi tiết đây logo đây, tem phía sau này. Đấy, giảm sóc hay là cục phanh sẽ là màu đỏ mọi người nhá, để cho chiếc xe thêm phần nổi bật ạ. Còn ngoài cái màu đen nhám này ra thì bên mình cũng đang có sẵn thêm cho các bạn nữa là màu xám xi măng. Đây, bên cạnh mình đây nữa thì là màu xám xi măng. Màu xám xi măng cũng giống với màu đen nhám nhá. Nó sẽ có các logo Honda này, đấy phần củ phanh này. Đây rồi là những cái phần ở phía sau này, nó có một số chi tiết nó được phối với tông màu đỏ để cho chiếc xe thêm phần nổi bật. Màu này thì quá hot trend rồi. Nếu như Vision này, đấy, SH1 nha, SHI này là những cái dòng xe cái màu sắc màu xám xi măng này luôn có mức giá chênh hơn một chút đúng không? Nhưng với SH350 bên mình sẽ đồng giá cho các bạn luôn ạ, so với các màu còn lại sẽ đồng giá nhá. Chỉ hơn 120 triệu đồng thôi là các bạn đã có thể sở hữu rồi. Cứ liên hệ trực tiếp với Linh qua số là 0987162438. Linh sẽ hỗ trợ các bạn về giá thật nhiệt tình ạ, hỗ trợ ship xe cho anh em. Nên là anh em nào ở xa nhá, ở Vĩnh Phúc, ở Hà Nội các bạn ơi, yên tâm ạ, mình hỗ trợ ship xe các bạn. Lên cửa hàng thì có voucher giảm giá hỗ trợ các bạn tiền xăng xe đi lại rồi. Nên là bạn nào mà quan tâm đến SH350 gì nhá, thì các bạn ơi đừng quên là hãy liên hệ với Linh qua số là 0987162438 ạ. Số Zalo của mình nếu các bạn có thể là nhắn tin qua Zalo cho mình cũng được, hoặc là các bạn đến trực tiếp với địa chỉ cửa hàng bên mình là số nhà 2287 Đại lộ Hùng Vương, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ nhá. Mua xe tại cửa hàng bên Linh ạ. Các bạn ơi, mình có thể bảo hành trên toàn quốc nên các bạn yên tâm là kể cả các bạn ở xa khi mua xe bên mình, sau này mọi vấn đề về bảo hành bảo dưỡng các bạn sẽ bảo hành bảo dưỡng trên toàn quốc mọi người nhá. Ok chưa? Các bạn hãy liên hệ trực tiếp với Linh nha.